Có thể các bạn không biết thì trên thế giới có 3 điều bí ẩn mà con người chưa giải thích được. 1. Là sự tồn tại của người ngoài hành tinh. 2. Là tại sao Skibidi lại là Dom Dom Yet Yet chứ không phải là Dom Dom Lâu Lâu. 3. Đó chính là khi nào Wiro có skin. Bỏ qua sự thật về người ngoài hành tinh và mấy cái toilet biết bay thì sự thật chắc chắn Wiro xà beng sẽ không bao giờ skin. Chứ mấy thằng mod Wiro thì nguyên vệ thần thì tôi không nói. Mặc dù không có skin nhưng Wiro cũng rất khỏe và chơi rất dễ. Ý tôi là dễ thua, nhưng các bạn đừng lo. Với kinh nghiệm xem giáo án TikTok 18 năm của tôi thì giáo án phù hợp cho Wiro nhất đó chính là Wiro đi rừng. One.